Chào các bạn nha. Hôm nay mình được người ta cho con mình một ký cốc nè. Gốc này là cốc Thái á các bạn. Nó trái nhỏ nhưng mà nó non lắm các bạn, ngon. Cái hộp nó mềm á. Bây giờ mình đem đi ngâm chua ngọt ha. Chuẩn bị một cái thau nước, bỏ vào đây một muỗng canh muối ha. Rồi chúng ta gọt cốc, chúng ta đổ bỏ vô, chúng ta ngâm cho cốc mình nó không có bị đen á các bạn. Vừa gọt vừa ngâm vậy đó, tới khi mà mình gọt xong thì nó cũng ra mủ hết rồi ha. Rồi mình xẻ nó ra làm hai vậy nè cho nó mau thấm. Sau khi ngâm xong thì chúng ta rửa để lên trên nó gáo nước nè. Rồi chuẩn bị một cái nồi nước, nấu cho sôi lên, cho vào đây một chút muối. Rồi sau đó chúng ta đổ cốc vô, chúng ta trộn qua trộn lại. Và chúng ta tắt lò vậy là được rồi các bạn. Trụng vậy đó cốc mình nó sẽ được giòn hơn ha. Rồi chúng ta đổ ra cái gỗ cho nó gáo đi, lúc này nó cũng còn hơi ấm ấm nè. Rồi nó gáo nước thì chúng ta để vô cái hộp. Rồi chúng ta bỏ vào đây một muỗng cà phê muối và 5 muỗng canh đường. 5 muỗng canh đường là tương đương 100g các bạn. Cốc này nó không có chua quá nên mình không có dùng đường nhiều ha. Rồi cho vào đây một trái ớt, tùy các bạn thích ăn cay hay không. Nếu mà thích ăn cay thì để nhiều ha. Con mình thì cũng nít nên mình để một trái nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là cay các bạn. Rồi chúng ta trộn khô vậy đó, để chút xíu rồi nó sẽ ra nước đó các bạn, thấy không? Nãy mình trộn có một chút rồi bây giờ nó ra nước nhiều nè. Rồi giờ chúng ta đậy lại để một đêm tới sáng là chúng ta có thể ăn được rồi các bạn. Nó cốc mình để một đêm tới sáng nè, nó ra nước tới ngập mặt cốc luôn, thấy không? Không cần để nước gì trơn á. Cốc này mình để tủ lạnh ăn cả tháng không hư các bạn. Để mình ăn thử các bạn coi. Rất là giòn luôn, thấy không? Ăn mà nghe gộp gộp luôn á. Nhưng mà không có chua các bạn. Nó hơi cay cay, ngọt ngọt, mặn mặn mà hơi chua chua thôi, rất là ngon. Cái này người ta cho mình có nhiêu mình làm nhiêu, chứ các bạn mà có làm ăn mua nhiều nhiều các bạn 3-4 kg gì đi mình làm ăn để tủ lạnh ăn rất là lâu luôn, ăn rất là ngon mà không bị hư, để càng lâu thì nó càng thấm đó các bạn. Rồi các bạn thử làm cho gia đình mình ăn ha, rất đơn giản, đâu có gì khó đâu, nhưng mà ăn là ghiền luôn đó nha. Chúc các bạn thành công nha. Nếu thấy hay hãy bấm like và đăng ký kênh mình để lần sau mình ra video mới các bạn là người nhìn thấy đầu tiên. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.